Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Cổ Vi Tây. Hôm nay thì mình có về các mẫu sâu nên mình lên clip để giao lưu với mọi người luôn. Thì mình sẽ đi chi tiết vào mã số 1. Mã số 1 hôm nay thì đã có dòng Seiko KS. Em này là phiên bản máy lên dây nha. Mọi người thấy Seiko KS nhiều về tự động ha, một lịch, hai lịch. Con này em này là phiên bản lên dây ha, thì nó cũng khá là hiếm và đặc biệt. Nó sở hữu cái mặt số của nó là mặt số nguyên bản màu vàng xăm banh ha. Còn vỏ thì nó vỏ là vỏ 7000, vẫn là chuẩn bọc vàng SCB. Mề đây zin nguyên bản của nó ha, mề đây zin luôn, đáy thép. Tình trạng vỏ đẹp ha. Đúng rồi. Đó. Vỏ. Đặc biệt cái mặt số của nó thì nó có vết thời gian, mà những cái vết thời gian này nó lại tạo thêm những cái nét độc đáo, như là những cái nét sớ gỗ ha. Đó, nhìn nó rất là độc đáo. Mọi người có thấy ha, rất là độc đáo. Cọc số vàng cài đá đen. Cái màu vàng xăm banh mà nguyên bản này trên dòng KS thì họ không chỉ là KS mà các dòng đồng hồ thì cũng rất là ít thấy ha. Size 365. Đây là khi lên tay ha. Rất là độc đáo và lạ. Tại đa phần thì cái dòng kẽ đa phần sẽ là mặt màu trắng ngà. Các mặt màu vàng trăm banh này hiếm ha. Rồi. Thì mẫu này mình giao lưu với giá là 7 triệu cho mã số 1. Mã số 2 thì ta có một em là thương hiệu Bangrud. Đây này cũng là dòng Single Master ha, nhưng mà đây là phiên bản máy lên dây. Mặt số của nó là mặt số nguyên bản, nhưng mà nó sẽ cái kiểu mặt số của nó là nó theo kiểu là những cái dòng giống như kiểu như là mặt phản chiếu vậy. Mọi người thấy ha, nó như là kiểu hình vòng tròn mà đang xen vào nhau, xoáy mấy vòng á, cho nên nó sẽ phản chiếu ánh sáng cực kỳ ghê ha. Đó, phản chiếu là lạ. Và cái cọc số thì cũng được thiết kế rất là độc đáo, với kiểu các cọc số được thiết kế là trụ nhưng mà nó có kẽ những cái dòng như chữ X trên cái cọc số ha, nó tăng thêm cái độ phản quang lên. Còn logo là logo đầu sư tử ha, phiên bản vỏ thép thì đầu sư tử màu trắng. Này là máy lên dây nha mọi người, phía sau đáy của nó nè. Rồi thì mẫu này độc đáo ở chỗ là mặt số nguyên bản, thiết kế kiểu như là phản quang rất là nhiều ha, và cọc số rất là độc. Khi mà ra nắng á thì cái màu phản quang nó sẽ đẹp hơn. Cái này để chưa đúng 3 4 8 4 7, là khoảng tầm 35. Rồi khi lên tay ha, mọi người có thể thấy à, mặc dù để ánh sáng đèn trong phòng nhưng mà nó vẫn phản quang rất là nhiều ánh sáng ha. Đó, cả đủ màu sắc khá là độc đáo. Và mẫu này mình giao lưu với giá là 2 triệu 7 cho mã số 2. Mã số 3 là một mẫu thương hiệu Citizen Z. Đây là thương hiệu gọi là Citizen, gọi là phi thuyền gì đó. Hay là không phải phi thuyền mà là chiến đấu cơ gì đó. Phiên bản này là sử dụng máy tự động là Autodator. Mặt số nguyên bản ha, lên dầu, mặt số nguyên bản lên dầu, tỏa tia sấy tăm. Các dòng đồng hồ xưa kiểu phiên bản đời xưa thiết kế kiểu lâu đời một chút, khoảng tầm 1950s 1960s thì đa phần này, mặt của họ thiết kế rất là đơn giản ha, là có kiểu tỏa tia sấy tăm, cọc số vàng nổi, kim dài nhọn ha, bộ kim dài nhọn. Em này thì được trang bị thêm cái kính lúp ở góc lịch đó.
mặt số thì lên dầu, số nguyên bản. Được cái là nó dòng này thì nó bọc vàng lên tới bọc vàng 14K lên tới 80 mây rong, bọc vàng rất là nhiều ha, bọc lên tới 80 mây rong nữa. Vậy là cái vỏ này bọc vàng rất là dày. Cái này miếng ni lông mình dán lên ha, mọi người cũng biết cái này nó dạng là lưu khách một chuyện, mà mình đeo nhiều thì nó sẽ bị bay, xì kỹ thì mình cứ dán miếng ni lông lên thôi. Đó, vỏ đẹp, sử dụng máy tự động nha mọi người. Size 371. Đó, 371, 372. Đây là khi lên tay. Đó, nhìn nó rất là hoài niệm nha, cổ xưa ha. Mặt số là mặt số lên dầu nha, nguyên bản của nó luôn. Đó, hình dạng đẹp ha, cọc số vàng nổi. Rồi, mẫu này thì mình giao lưu với giá là 5,8 triệu cho mã số 3. Mã số 5. Mã số 5 thì mình lấy một em trong bộ sưu tập của mình, hàng chân tủ, ra mình giao lưu với các bác. Đây là một em Seiko Matic. Em này thì là phiên bản của nó là phiên bản vỏ cẩn vàng lên tới 260 mây rong. Đó là cái đặc điểm đầu tiên của nó ha. Và em này là hàng chân tủ cho nên nó rất là đẹp. Cũng là thiết kế dạng mặt nguyên bản tỏa tia sấy tăm, cọc số vàng nổi, kim lá lúa. Và em này có đặc trưng nữa là có hai lịch. Đặc biệt là cái lịch cười ở góc 6 giờ. Đó, lịch thứ, lịch ngày ở góc 3 giờ ha. Mọi người xem tình trạng của em nó ha. Đây là hàng chân tủ ha, hàng nót đó. Đó, cái tiếp theo của nó, em này là được cái logo mày đây của nó. Mọi người gọi là cái logo đấy, cá heo. Nhưng mà của nó không phải là in chìm, mà nó là nổi ha. Cá heo nổi đội vương miện luôn. Em này thì cứng vàng lên tới 260 mây rong ha. Đó, gold cap. Em này thì cứng lên tới 260 mây rong. Đáy thép. Sử dụng bộ máy tự động ha. Núm thì núm ẩn đặc trưng của dòng này rồi. Núm ẩn góc 4 giờ. Size 37, 369. Tại vì cái này đo thì nó không có nút được, cũng không canh được lắm, nhưng mà cứ cho là 369, 37. Đó, tầm đó. Để đo kiểu dưới lên. Đó, cứ 369, 37. Đây là một em trong bộ sưu tập ha, rất đẹp, sang luôn, gọi là không tì vết á, bụi kiến ha, rất đẹp. Mình sẽ quay rất kỹ. Rồi thì mình giao lưu em này với giá là 6,8 triệu cho mã số 5. Mã số 6. Mã số 6 thì mình có một em tới từ thương hiệu vừa nổi tiếng vừa lâu đời, đó là thương hiệu Wille. Em này thì được sử dụng bộ máy tự động là cái đầu tiên. Mặt số nguyên bản màu xám. Thiết kế đánh được cái sới dọc nè ha, mọi người thấy không, sới dọc nó chảy xuống nè ha. Đó. Này chắc giống như là sấm sấm mà. Sấm nhám hay sấm đen á. Vỏ thì vỏ thép. À, phía sau nó có khắc kỷ niệm. Này là chắc một cô gái
tặng cho người thân gia đình, anh nghĩ chắc tặng cho bố. 1977 chắc tầm đó, 1918 gì đó, có khi chữ 77 nè, chắc đó là cái năm mà tặng đó. Em này gõ thép chúng ẩn. Wille thì nổi tiếng về đầu tiên là thương hiệu và cái ba lăng của nó ha, ba lăng con rắn, size là 368. Thì cái mẫu này chắc cũng sâu tuổi rồi, lớn tuổi rồi. Nhưng mà lên tay nó rất là đẹp ha, nó rất là đầm. Nam tính nè, hai lịch nữa chứ. Rồi, mẫu này thì mình giao lưu với giá là 3.800.000 cho mã số 6. Mã số 7. Cái mã số 7 thì ta có một em Mido Automatic Ocean Star. Em này thì vỏ thép toàn thân là cái thứ nhất. Thứ hai là cái mặt số, bằng thấy mặt số cực kỳ độc đáo ha. Cái mặt số này là mặt số nguyên bản. Cái màu vàng này không phải là giống như kiểu màu vàng của mấy con báo á. À, chứ không phải là kiểu kiểu vàng vàng trong banh hay là vàng mỡ gà ha. Nó là màu vàng của lông của mấy con báo. Và nó còn tỏa tia sét tâm nữa. Rất là độc đáo ha. Sử dụng máy tự động, hai lịch. Dây là búp là nguyên bản ha, dây búp nguyên bản hết. Bút nguyên bản cứng cáp ha, dây cứng cáp. Này cũng lớn tuổi rồi. Mặt số cực kỳ độc đáo ha. Quá đẹp mặt số ha. Mình sẽ đo size. Size 37. Đo lần nữa. 37, 371 à. Em này thì nguyên bản toàn bộ ha. Đồng hồ, mặt số, dây khóa búp, nguyên bản hết. Vỏ thép toàn thân. Đít. Đó. Ai thích về chùi rửa hay là lau cho nó đẹp hơn thì, còn mình thì mình thích để luôn. Rồi, mẫu này mình giao lưu với giá là 3.600.000 cho mã số 7. Mã cuối cùng ngày hôm nay là ta có một em cũng là tới từ thương hiệu Banggood Zoom Master ha, Zoom Master. Em này thì cái logo độc đáo hơn. Logo hai con sư tử với lại cái hình biểu tượng vương miện ha. Logo hàng gia gì đó, hai con sư tử nè. Em này là Zingo Master, sử dụng máy tự động, mặt số nguyên bản, kính lúp luôn, một tịch. Cũng là này là bộ kim này, giống như kiểu bộ kim mũi nhọn, bộ kim kiếm, gọc số vàng nổi. Này mặt số nguyên bản nha mọi người, tỏa tia sét tâm. Dây của nó là sử dụng dây bọc vàng ha. Lúc mình đấu về thì nó đã đi như vậy rồi. Dây bọc vàng như của Citizen thì phải, nhưng mà dây này rất là cứng nha. Cứng cáp nha, chứ phải dây nhão nha. Đó, thì cứ là cứng cáp. Đây mình để, mình thấy trong nó có để Citizen nè. Đó. Phía sau của nó là có mày đây kìa. Mày đang nguyên bản luôn nha, mày đang zin luôn, mày đang nguyên bản của nó. Rất đẹp ha. Nên này là vỏ bọc vàng đế thép ha. Trước mình cũng có giao lưu một em này cho một cái khách rồi. Lần này về thêm một em nữa. Em này về thì có hộp luôn ha.
xe 347 đó mà. Đó, xe dịch 347 và 346 đó. Rồi thì mẫu này là máy tự động. Còn đây là khi em nó lên tay ha. Mẫu này thì mình giao lưu với giá là 6 triệu 7 cho mã số 8. Mẫu này thì có luôn hộp nha. Hộp Benrus ha, hộp xưa luôn ha. Thì nó sẽ tăng thêm giá trị sưu tầm cho các nhà sưu tầm khi mà sở hữu mẫu này ha. Xưa. Rồi. Clip tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Về cách thức mua hàng thì mình cũng xin nhắc lại là mọi người có thể liên hệ với mình qua hai số điện thoại mình để ở trên góc phải màn hình hoặc là ở dưới phần miêu tả ở dưới mỗi clip. Còn nếu ở Hồ Chí Minh thì mọi người chỉ việc ghé trực tiếp tại shop để coi, tại địa chỉ 205/39/26 đường Trần Văn Đang, phường 11, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở đợt tiếp theo.